nước Việt mình sẽ có một cái cực kỳ thay đổi lớn, nên chuẩn bị tinh thần. Hồi xưa kia có nói rồi, kêu dân á, đi mua vàng đi, anh có rất là nhiều người tin mua, bây giờ ai cũng cảm ơn, trời ơi nhờ anh Kiệt mà hôm nay tôi giàu, tôi mua một tôi lời ba. 2 năm trước chưa có kêu, Con cũng nghe có thầy nghe kể, phải không? có tại vì con có đất, có những cái đất ở Việt Nam đấy thì là người cho người ta thuê, thì cái tiền đó mình không cầm được sang, thế là nhờ cái người đó là người ta mua vàng, bây giờ người ta cứ giữ vàng. À, thì nghe lời có người mà chịu khó nghe kia á, người đó rất là giàu à, còn hôm nay nè có duyên gặp thì chỉ cho làm giàu. Có bao nhiêu nhà đất đừng bán, mua thêm nhưng mà đừng mua bây giờ nha, chờ khoảng 3 tháng nữa hả mua, là Ở một Việt Nam hay là là ở bất một cứ đâu? một lời 10 á. Ở đây hay là Ở Việt Nam mình đang ở nói Việt đó. Nam? Ở Việt Nam. Còn đây á, nó cứ lình bình đến khi nào mà chiến tranh giữa Trung Cộng với Mỹ á, thằng Trung Cộng nó sẽ giống như nó bị đứt mạch máu, chứ còn nếu mà đánh Mỹ dư sức đánh thắng, Mỹ không đánh để cho mày tự đầu nội tạng mày bị bể ra, chứ còn hơn quýnh mày phù mắt phù mỏ đâu nhầm gì, nó vô băng đăng bột thôi, chiếm Bắc Kinh cũng đâu có cai quản được, triệu tỷ mấy dân nó lớn quá rất là khó đánh Trung Cộng tại nó bự, cho nên thà để cho mày khổng lồ mày đứt mạch máu mày chết. À, Mỹ nó hay lắm, nghe nó cũng y chê chiêu đó. Nhưng mà đấy như là mấy mấy tuần trước Bắc Kinh bị 2 cái bão, chúng nó cái bão buôn hết đâu, nó đi vòng 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 cứ vào đúng phẳng Bắc Kinh. Đó là ở trên đó, để cho biết là những cái nước mà gọi là ngông cuồng á, coi trời Phật không ra gì sẽ bị. Kiệt là người tâm linh, Kiệt không có chính trị nha, nhưng mà trên trời cũng là chính trị, đạo cũng là chính trị nha. Ở trên trời á, là quỷ mà cái đầu xe tăng á, nó cũng đánh lộn với mấy tiên mấy Phật xuống đây á, nó đầu thai xuống nó làm người dữ cũng y như vậy á. Nó cũng mang thân người, cũng mặc áo vest, nhưng mà cái tâm không phải là Phật, tâm không phải là tiên, tâm là thú, nó mới có chuyện vậy nè. Nhưng mà tàu nó cũng thâm lắm mà, coi như là nó cho con cháu nó sang bên Mỹ, sang bên Trung, bên châu Âu, coi như là du học xong rồi là về đất nước để mà xây dựng đất nước cho nó. Nó xây nhưng mà biết sao không? Là tự vì khi người không có hiểu sâu về tâm linh á, Dạ. ví dụ như em đi, như anh này, kiếp trước mình có cái nghiệp mình gây thù gây oán vậy, một kẻ thù của mình, kẻ thù nó ở ngoài đường nó đâu có dám tới nhà mình, nó gõ cửa, gõ cửa mình gọi 911 sao, mới đầu thai làm con của mình, nó đầu thai thành em của mình, là chị của mình, rồi khi đầu thai thành má mình nữa đó, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình sập tài sản. Thì cái thằng Trung Cộng á, người Trung Quốc cũng vậy, họ không có hiểu về tâm linh, tại vì Trung Cộng nó không có dạy về tâm linh, vô thần mà, nó cứ nghĩ Tập Chấn Bình là cứu tinh của nó, nhưng mà thật sự Tập Chấn Bình là vô phá nát nước Tào. Hồi xưa Kiệt đã nói cái chuyện này rồi, bây giờ nhìn có giống không, bây giờ làm cho 300-400 nghìn học sinh Trung Cộng, làm cho cả cái nền kinh tế mà luôn 1 tỷ mấy dân bị người ta rút ra khỏi hết, nó là nó phá hay nó giúp, nhìn thấy nhìn thử. Thì nhưng mà về mặt cái hình tướng nó nói tiếng Tàu, một cái thằng Tàu ở Mỹ thì cứ lại binh á, tao là người Tàu có tinh thần dân tộc, không phải mày giúp giáo cho giật á, mày cũng gắn cắn cả nhẹ, về mặt tinh thần nó quan trọng chứ không phải là về mặt đời. Là Tập Trung Bình nó là hiện thân của quỷ mà, hiện thân của Sư quỷ. phụ xem thử có con là ngày xưa con là kiếp trước con là gì? Trước con là cũng là tướng, là tử tướng, con đang làm cái chức cũng lớn, cũng có chuyện quan trọng trong tương lai, cũng 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 làm được những chuyện lớn. Giờ con quay đi Thu, nói chuyện như con quay bỏ anh mạng này nè, nhưng mà coi như nãy giờ mình đừng mới bỏ mới gặp độc bỏ. Hôm nay sáng chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023, trên đỉnh cao
gần như cao nhất của núi Thiên Long Sơn, 2.500 feet. Con quay đó, quay cái thánh giá 3 cây phải không? Thì bữa nay năm thầy trò chạy thử chiếc xe mới mua. Quay xe. Bình thường cái máy đi bộ lên đây cũng 2 tiếng mấy 3 tiếng. Mà chiếc xe nó chạy sao có 10 15 phút là tới. Khỏi phải mệt nữa. Lên đây ngồi ăn xôi uống cà phê nhờ chiếc xe này. Mà cái đường đi lên này cũng dễ lại, không có khó. Thường thường á thì sư phụ cũng hay lên đây ngồi uống cà phê một mình, chơi với mấy ông rồng. Cái đỉnh này là có cái luồng khí dương mạnh nhất. Lên đây ngồi thiền một tiếng bằng ngồi thiền ở dưới ngài Mao. Và cảnh hôm nay rất là đẹp. Hồi nãy thì mây phủ hết thành phố, bữa nay nè bây giờ nắng lên tan. Cảnh vật rất là hữu tình. Hôm nay núi vẫn còn là mùa hè cho nên cỏ bị cháy khô. Đến khi mà mùa qua mùa đông ha, tháng 2, tháng 3 thì tất cả những cái đồi này nó sẽ màu xanh rất là đẹp. Về đây không biết tu tập, chỉ cần lên đây làm cỏ tưới nước trên núi thôi cũng là tu, cũng là hiền nữa. Xưa học chắc cũng dữ lắm, bây giờ cũng hiền bớt. À, ông đâu có nói chuyện với ai đâu chứ, không có hiền. Ông chính không vậy. Cho nên là về núi cắt cỏ cũng là tu. Ai muốn mua anh chia lên đây cắt cỏ thì quá trời cỏ luôn. Cắt Mirito tặng cho bà con uống. Mirito là trị sơ gan, trị mặt nám, mấy người uống rượu phổi, mấy người bị phổi, bị gan á, uống Mirito mất ngủ thì nên uống để mà nó lọc cái máu lại, cơ thể điều hòa lại, hệ thống hô hấp đồ thì sẽ không có đường mở đồ cũng bớt. Thì núi Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, Dragon Land, mình gọi là Dragon Land. Còn cái chỗ mà điện mẫu đó là Dragon Mountain. Thiên Long Sơn là Dragon Mountain, còn ở dưới chân núi là Dragon Land, gọi là Thiên Long Thổ tại nó ở dưới chân núi. Thì có nhiều Mirito. Lên đây uống nước khoáng nữa. Nên chỉ có Thiên Long Sơn chỉ có làm được những chuyện là hiền. Chị được bệnh hung dữ là hiền lại. Chị được bệnh gan, bệnh phổi. Có nước khoáng thì mạnh khỏe. Nghĩa là về núi sẽ được happy and healthy, là vui vẻ và mạnh khỏe. Để tỉnh. Được về chơi nữa. Còn có gì hỏi cho không? Đang uống cà phê với ăn xôi. Một ngày mà buổi sáng con lên đây rồi, cả ngày con happy the whole day. Sáng với phụ đồng quần kiếm con, lấy ông đòi mây giờ cũng con. Tại biết con thích quay phim đó. Sư phụ giống như mình muốn sinh có được từ bi, mình muốn sinh có được trí tuệ, thì khi mình sinh thì mình cũng có phải có một cái gọi như là cái trading, giống như mình phải trả một cái gì đó để được có cái sự đó, được không? Sư phụ chỉ nói những người tu dở thôi, chứ tu giỏi như kiểu con ấy, con đã có sẵn này, con có lòng từ bi, con mới biết được Thiên Long Sơn mới tới gần sư phụ. Con có rất là trí tuệ cao siêu, con học thời gian rất ngắn, con biết rất là nhiều cái ý của sư phụ, cái ý quan trọng đó. Rồi con có dũng cảm. Dũng cảm là con bất cần như mọi đứa con gái của con là ăn mặc LV rồi Chanel hay là Hermes, phải không? Sang trọng. Không cần tiền, con chỉ cần đủ xăng đi từ Chinh Cơ qua đây
để mà con đi họ tìm cái hiền thì con có Bi Chí Dũng, nhưng mà hàng Bi Chí Dũng nó có nhiều level lắm, thì con cũng hàng cũng trung bình á, thì con cứ tiếp tục như vậy. Hồ Chí thấy khâm phục con là ở tuổi trẻ như vậy mà không màng tới tiền thì đã là hiếm có rồi, còn hiểu về đạo nữa, hiểu sâu sắc rồi biết tìm tòi. Những người khác người ta đâu có bỏ thì giờ như vậy, con độ gần đây con độ biết bao nhiêu người gần đây, những người ở miền Trung không có biết sư phụ. Có những lúc sư Phật Thích Ca đi giảng pháp, cả một những ngôi làng, những cái thành phố đâu có nghe lời Phật Thích Ca, nhưng mà đệ tử Phật Thích Ca đi thì người ta nghe lời. Cho nên mỗi một người chúng ta gọi là đều có cái sứ mệnh riêng, con có sứ mệnh riêng của con ở cõi ta bà này. Thì hôm nay đứa nào mà ngộ, mà lanh ý, mà hiểu được á, thì thời gian và cơ hội nó sẽ không bao giờ chờ. Sau này khi sư phụ nổi danh rồi thì lúc đó lại là chuyện khác. Còn hôm nay sư phụ còn cái chứng lăng và lăng á, mà con đã hiểu được vậy thì sau này con biết tương lai con á là rực rỡ cỡ nào. Rồi cứ tiếp tục những gì con đi hôm nay gắng giữ, quan trọng là tâm bồ đề phải kiên cố và phải giữ vững lòng tin với cha, giữ vững lòng tin với Phật. Con người có lòng tin á là có tất cả, người mà không có lòng tin á là giống như người có cái xác không có cái hồn. Người giàu có họ không có lòng tin, cho nên họ bám theo những cái buổi ăn buổi tiệc, những cái tổ chức họp hành, cũng giống như Hollywood là gì giỏi lắm, lâu lâu cái tổ chức big party có lên báo, lên mạng, lên truyền thông, và vô đó là chỉ show up những cái đồ new design của họ lẫn nhau, rồi coi cái đứa nào wrinkle nhiều, đứa nào wrinkle ít, sau cả năm không gặp lại, rồi ăn uống rồi cái chia tay, không có cái gì gọi là meaning hết. Đó là những người giàu những cái buổi như vậy thôi. Còn chúng ta có lot, có rất là nhiều nhiều cái thứ chúng ta cần phải làm. Cũng giống như Trang nó có một cái big mission trong future. Khi hội Việt Nam, những đứa nào hiểu về núi phải tiếp tục lo. Tại vì ở cái xứ này nó có cái luật lệ của cái trái đất, của cái bản xứ của họ. Chú Hữu rất là comfortable. Khi chú Hữu về Việt Nam thì chú Hữu completely yên tâm. Có những đứa tử rất là giỏi để mà cho thế giới về bên đây để mà hưởng cái không khí linh thiêng này. Nơi đây là rất là linh thiêng, và rất là khí, gọi là khí dương. Những nhà tu mà chỉ cần cắt cái cốc ở đây thôi, họ có thể là sẽ thành Phật một đời này. Huống hồ chi cái dãy núi này 500 mẫu con. Cái hộ mua đâu phải là cho gia đình cá nhân đâu, cho tất cả người Việt, tất cả hội thiên, tương lai con cháu của các con, con cháu của những người gọi là biết quay đầu về với Thượng Đế. Còn người bản xứ họ hôm nay họ chưa có hiểu, nhưng mà sau này sớm hay muộn họ cũng hiểu. Ngày xưa họ đã lỡ đóng chúa ba cái đinh, mà hôm nay thì here, nhưng mà họ không có nhìn ra. Thì cái đó là không phải lỗi của phụ, chúng đã hết ý hết lời ở trên đó verify thì phụ mới dám nói. Nhưng mà đâu phải là mình không nói, mà mình càng nói thì nó càng ghét nữa. Cho nên bây giờ đối với những cái thằng người Mỹ ở đây, mình tốt nhất là không nói để tự họ hiểu. Còn bây giờ mình nói thì có thể đời này sư phụ độ họ không có được. Tại vì mình biết chắc mình có nói cũng chẳng ai hiểu, chẳng ai tin. Thì những đứa con có phước, giữa phước lớn. Hôm nay chưa được gặp Phật, nhưng mà chưa gặp được cha là Thượng Đế, chưa gặp được mẹ đất là Phật Mẫu, nhưng mà gặp con của cha, gặp con của mẹ, gặp đệ tử của Phật, thì có con đó là cũng là có đại phước gần sư phụ. Thì gán lên, đứa nào cũng giữ cái ý chí của mình, làm mình đừng có nghĩ mà làm riêng cho ai hết, mà làm nghĩ là cho tương lai những thế hệ sau, cho người Việt nở mặt nở mày, có cái mảnh đất để quy tụ về. Con biết ở đây mà muốn có một cái chỗ mà tụ tập 20 người, 100 người, hay là vui vẻ như kiểu mình đang ở Dragonland á, ở Liên Hồng Thổ, đâu phải dễ đâu không.
đâu có ai mà có nhà đi mời tối ngày vậy rồi ai dọn dẹp, cũng còn nghiệp chinh với bảy lắm á. Húng hồ chi mà lên trên núi của mình rồi cảnh đẹp nè, thấy không, cỏ thái làm rất là đẹp. Ai mà lên đó rồi chẳng có ai mà xưa giờ mười mấy năm không có ai mà lên mà không liếng tiếc, mà không khen hết chứ. Người ta không có thấy những công trình đồ sộ là gì mình bị cản trở bởi luật pháp giấy tờ xây dựng, nhưng mình có một cái phong cảnh và đồng thời ở điện mẫu với chỗ mà Trinh hay ngồi đọc kinh đó rất là linh thiêng. Đọc một chữ nào là những chư Phật đứng đó nghe rõ luôn á, nghe vang vang luôn á. Mà hôm nay nó còn để cái speaker nữa, Phật còn nghe rõ hơn nữa. Thì con nhìn thấy không có nơi nào mà trực tiếp directly, có nghĩa là thẳng luôn với những chư vị linh thiêng. Mấy ông hộ pháp đứng ở đó, mấy ông đứng sờ sờ à, đứa nào làm gì, giống như mỗi lần Edwin lên ngồi thiền, Edwin cứ chạy theo vọng tưởng, là chạy theo những cái tiền kiếp này nọ, rồi chạy theo 64 dimension. Cái ông hộ pháp ông nói no, có nghĩa là lên ngồi thiền có mấy vị hộ pháp, mấy vị Phật đứng canh mình nữa. Thì con nghĩ trên thế giới này có một nơi thứ nhì không? Không bao giờ có nơi thứ nhì. Con nhìn thấy ở bên America của người Hồi á, trời, họ đi hàng bao nhiêu cái triệu người á, mà đi đè nhau chết kỳ nào cũng bị nắng 100 độ trở lên, chết cả 100 người gì đó. Vậy mà họ cũng đi là vì họ có lòng tin. Ở bên đó họ có lòng tin của họ về cha rất là cao. Nhưng mà tin nhiều quá đó cũng thành ra gọi là cực đoan á. Mà hôm nay cái núi linh thiêng của mình nó còn mâu nhiệm hơn cái Mecca gấp biết bao nhiêu lần, mà có ai phát hiện được không? Đâu có ai phát hiện được. Chứ phụ ngồi đây nói chuyện mà nói có ai phát hiện được không? Mà giàu cho họ có phát hiện nữa họ cũng lơ. Tại vì con người không có đủ phước, người nào không đủ phước sẽ không có biết được cái hộ lại. Người nào có đủ phước phải thì tự nhiên mới biết được. Đó là sự thật. Chuyện tới ngày hôm nay rồi, chuyện cả cuộc đời của sư phụ nó rõ rồi. Hồi xưa những năm đầu, mấy ông rồng của mình, mấy ông không có xuất hiện. Tại vì xuất hiện ở cõi thế gian này là nó trái với luật của thiên đình, luật âm dương. Và cái sư phụ mới ngồi buồn lần thường, sư phụ tâm sự với lòng nhiều với mấy vị, với mấy ông thiên tướng nè, mấy ông đứng đây nè. À, bây giờ mình phải làm sao? Nếu mà mình không độ được chúng sanh cái đạo thiên tâm, không ai quay đầu mà đến lúc mùa của vít thì sao? Thì sư phụ mới xin cha, rồi mấy vị cũng xin, để cho mấy vị hiện thân, mà hiện trên mây là hiện nửa thân. Còn mà hiện nguyên kia thì nó lại khác nữa, con hiểu không? Mà như vậy từ bữa giờ con thấy có cả gần cả 100 tấm hình luôn á. Nó cả ngàn thì mình nói hơi quá đúng không? Vậy mà chúng sanh vẫn cờ lơ. Con nhìn thấy sư phụ đi đâu á là mấy gì cũng hiện lên. Mà tại sao chúng sanh hôm nay thời đại này lại quá sức là siêu ngu như vậy, cực đoan vô minh á? Là vì họ sống ở một cái đời sống, cái tâm trạng rối loạn, chỉ có biết tiền và vui thôi, chỉ có biết vật chất thôi. Cả chuyện mà tôn kính cha mẹ hay là còn không làm nữa, thì làm sao họ bỏ thời giờ để nghiên cứu về tâm linh thần thánh rồi thượng đế nữa. Những cái đạo khác như ở Montana, những cái đạo mà ở xa xa tiểu bang Mỹ đó, họ cũng là thượng đế không mà, Jehovah Witness đó. Nhưng mà họ cứ nghĩ là cha ở tuốt trên cao hàng tỷ 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 ánh sáng cây số, làm sao mà nghe được những cái lời của họ, hay là thấy những gì họ làm sai. Sai lầm, rất là sai lầm. Đã nói là trời, đã nói là Phật. Mấy vị nghe nằm ngay trong tâm nè. Hiện giờ một cái hơi thở của sư phụ, câu nói của sư phụ, tất cả mấy vị đều nghe rõ hết và thấy trước hết. Thì cái đó là mình làm sao họ thiên chúng ta, các con phải nói cho họ biết trời Phật nằm ngay trên đầu mình ba tấc á. Những thời gian đầu á, tại sao là sư phụ thương những người chửi sư phụ, là vì sư phụ cũng là người dạng đó những lúc đầu.
Sư phụ chỉ biết sư phụ là người đặc biệt, có thiên nhãn thông, có này có kia, lạ hơn những cái đứa trẻ thường. Nhưng đến lúc mà tin mấy vị xung quanh mình, sư phụ đâu có tin. Trời ơi, bệnh muốn chết á. Thì từ hôm đó sư phụ mới rút kinh nghiệm là làm sao họ thiên phải cho mọi người biết là những cái ý nghĩ của mình, những cái hành động của mình, khởi tâm, thân khẩu ý, khi cái ý nghĩ mà khởi ra đó, nó sẽ tạo phước hoặc là tạo nghiệp. Mà khi mà cái suy nghĩ của mình khởi ra, mình biết cái này nó là không tốt, là mấy con phải dùng cái thiền định nè, cái tu tập mỗi ngày và cái gần gũi sư phụ á, nhớ cái mặt sư phụ, nhớ tên sư phụ, là diệt cái vọng tưởng nó liền, thì con không có bị tội. Còn nếu mà con bị dính cái gọi là Mỹ nó gọi là dính cái bất đó, đó là thế nào con cũng tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì con cũng phải trả cái quả sau này. Nghiệp nhỏ thì trả nhỏ, nghiệp lớn trả lớn. Đó là rất là sư phụ là con của cha thiên tử. Hôm nay hội trường của mình bị đập, một số sẽ bị đập, sư phụ buồn quá. Thường á, người ta nghĩ là con trời muốn làm gì được làm, ở ngoài đời người ta hay nói như vậy, làm sao mà ở đây lại bị mấy thằng cao đi nạn hiếp, làm sao mà cái núi lên thiên hội trường của mẹ vậy mà đập. Thì sư phụ có câu trả lời mấy vị nói á, là cái lòng nhẫn nại và từ bi nãy sư phụ giải thích. Và cái thứ hai nữa đó, dầu cho sư phụ là có con trai đi nữa, những tiền kiếp khi sư phụ làm vua mà dùng mà quyền lực mà để xâm chiếm những cái đất nước mà giống như kiểu Tần Thủy Hoàng hay kiểu Lưu Bị hay kiểu Châu Nhân Dương là diệt Chủ Dương đó, cũng đốt cái thành của Triệu Dương, đúng không? Cơ Sương chưa ra lệnh đốt thành của Triệu Dương, có mà đập phá. Thì mấy vị nói tuy được lệnh trên để mà gồm thâu lục quốc, để mà diệt Triệu Dương, để mà làm những cái chuyện ích lợi lớn hơn, nhưng mà trước mắt thì cũng đã có cái những hành động gọi là không từ bi rồi. Cho nên có những kiếp sư phụ không có từ bi, cha cho học những kiếp đó, rồi hôm nay trả lại. Thí dụ hồi xưa sư phụ làm tội gấp tỷ lần, hôm nay thì nó đập mấy cái máy hồi trường lại, thì mình trả lại chỉ có chấm một phần trăm lại. Mấy gì giải thích vậy đó, cũng là cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp lớn mà nếu mà mấy con tu tập nó thành ra nhỏ xíu, mà nếu mà không tu tập nữa, đó là lý do tại sao những người ở cái tuổi 40 mấy 50 đột xuất cái bệnh cái chết, đột xuất bệnh chết, tại vì họ không có quay đầu kịp lúc, họ chỉ còn quay đầu kịp lúc quay lưng lại thôi. Phật chỉ cứu những người quay lưng, mà cha mẹ cứu những người quay lưng. Hôm nay mấy đứa con làm sao mà nhiều người quay lưng, giống như kiểu con đang làm á, con làm biết nhiều người quay lưng á, đã biết á. Thì đó là một chuyện rất là vui mừng.